lúc Đức Thầy ra đời. Nhưng mà hôm nay thì thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Đức Thầy ra đời tại làng Hòa, là Hòa Đàn Hảo. Nghĩa là Hảo là tốt đẹp, Hòa là thượng thảo. Rồi xã hội lúc này đang bất hòa, đất nước chia đôi. Địa ngục không có người nhốt thì ngài không không bao giờ về ngôi chánh giác. Lúc một trước năm 1849 đó trở lại đến năm 1851 thì lúc này làng Mỹ Lương, làng Mỹ Quá, hai làng nữa là An Hòa Tự, trong làng Hòa Hảo có cái chùa yên ổn nhất, tìm ra là không biết gió đâu lật bốn cây cây đó. Thì lúc này thì còn đang quy y Đức Phật Thầy Tây An, đâu có Đức Thầy chưa ra đời. Bốn biển liên dây Hòa Hảo à, vậy thì hôm nay Đức Thầy mới ra đời tại làng Hòa Hảo đó. Đi đứng nằm ngồi ráng niệm cho quên, không đợi gì thời khắc, là 24 lại, thì 24 lại niệm Phật được 24 câu, ráng theo giáo lý thầy để mình tu, để ngày kia gặp thầy à, dầu cho nay xa cách xã tề, sao thầy tớ gặp nhau Phật cảnh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nè, kính thưa quý vị, vừa qua đồng đạo hỏi về ý nghĩa của bốn chữ Phật giáo Hảo, mà từ xưa đến nay tín đồ Phật giáo Hảo luôn mang bốn chữ này khắc cốt ghi tâm. Nhưng mà hôm nay cái làng Hòa Hảo không còn nữa mà vẫn là nhớ, cho nên người xưa thường bảo là ngàn năm bia đá thì mòn, trăm năm chứ, trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Vì thế cho nên hai cái làng Hòa Hảo quý vị kiếm không có. À, bắt nguồn từ 1939 chúng ta biết được là làng Hòa Hảo à, rồi Tổng An Lương, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, lúc Đức Thầy ra đời. Nhưng mà hôm nay thì thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Không còn có cái xã Hòa Hảo nữa, xã Tân Hòa, xã Tân Trung, xã Hưng Nhơn, chứ không còn Hòa Hảo nữa. Cho nên người ta mang cái bốn chữ này, vì lúc đó đó Đức Thầy chúng ta đó ra đời thì đời loạn đạo khai, lúc thế giới đang chiến tranh, ngày 2 tháng 9 năm 1939 là người Đức thôn tính là cái người Liên Xô và đánh Ba Lan. Trận đánh đó rất là thảm khốc. Đồng thời Ý thôn tính Anh, và đồng thời Nhật, người Nhật từ năm 1931 đến năm 1937 thôn tính Tàu. Vì thế cho nên là tam cường nổi lên, Hitler để dẫn đầu của cái đệ nhị thế chiến. Rồi đến khi cái người mà Mỹ đứng lên, gọi là Nga, Tàu, Anh, Mỹ đó, gọi là tứ cường, đúng như tam trục. Tam trục là Nhật, Đức, Ý. Thì cho nên lúc này thế giới bất hòa, Đức Thầy ra đời tại làng Hòa. Thế giới bất hảo, Đức Thầy ra đời tại làng Hòa, là Hòa Đàn Hảo. Nghĩa là Hảo là tốt đẹp, Hòa là thượng thảo. Rồi xã hội lúc này đang bất hòa, đất nước chia đôi. Chia đôi đất nước là miền Nam và miền Bắc, sao lại chia ra thành ba à, mà Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ, còn miền Nam, miền Bắc, miền Trung. Cho nên Đức Thầy ra đời tại làng Hòa Hảo, mượn cái làng đó cũng nói lên cái tinh thần của đạo Phật. Là thưa quý vị, vậy thì chữ Phật đó, chữ Phật thì quý vị biết là trong khi đó đó người đã giác ngộ, chữ Phật là nhân đấng, và một chữ Phật á, là phủi sạch. Mà trong chữ Phật đó có ba cái dòng cung, chữ cung á, không, ba dòng cung và hai cái sổ thẳng xuống. Mà cho nên người ta đó ra khỏi cái dòng sanh tử đó, rồi ra khỏi cái dòng tam giới, người đó là phủi sạch hết trơn lợi danh tình, cho nên gọi là Phật.
mà chữ Phật á nó có 10 hiệu. Thấy không? Có 10 hiệu nữa. Phật giáo á là cổ, là từ xưa. Rồi Hòa Hảo á là kim tiền hiện nay, là cổ kim phối hợp, gọi là Phật giáo Hòa Hảo. Chữ chữ Phật có 10 hiệu nữa quý vị. Như Lai, Như Bất Khả Khứ, Lai Bất Khả Tái, có nghĩa là Như là không có đi mà Lai không có đến, vì nhân dân chúng sanh mà Đức Phật xuất hiện gọi là Như Lai. Và chữ Ứng Cúng á là đáng được cúng dường, vật này được người ta cúng dường đó, gọi là Ứng Cúng. Rồi Tránh Biến Chi, đã chân chánh rồi nó không có thay đổi, biến là thay mà tri là biết. Mà cái biết của chân chánh của đạo Phật đã từ xưa đến nay, khi Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ đã tịch diệt đó, đến giờ là 2560 năm, nhưng mà chân lý ngài vẫn còn, đó là Chánh Biến Chi. À, mà đức thầy mình ra đời cũng vậy, nhắc lại lời của Đức Phật mà cái lời chân chánh đó, người ta đã biết rồi đó, không thờ dời không đổi, rồi Chánh Biến Chi. Biến Chi rồi Minh Hạnh Túc, minh là sáng, túc là đủ, hạnh từ di tế, từ lời nói việc làm của đức thầy đó và Đức Phật đó, không ai bắt được, không ai nhìn được cái lỗi, gọi là minh hạnh túc. Dù người đó làm lụng bằng cách đó là bất ngờ mình đến đi chăng nữa thì cũng cái hạnh cũng vẫn là đầy đủ, gọi là minh hạnh túc. Và thiện thệ là lời thề lớn, lời thề cứu giới chúng sanh, cũng như Đức Phật có tứ hoằng thệ nguyện. À, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô lượng thệ nguyện đoạn, pháp Phật vô thượng thệ nguyện học, Phật đạo vô lượng thệ nguyện hành, nguyện thành. Còn Đức Thầy hôm nay đó là phần thiết trị sĩ tăng tay chống miệng kèn giác thiện tính chấn hưng nền Phật giáo, nếu chừng nào khai thông đại đạo đúc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể trầm đưng khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Lời thề rất lớn đó. Hay là nếu chúng sanh còn trốn mê tăng thì ta chẳng ăn vua cực lạc, đó là lời thề của Đức Phật. Còn Đức Phật ở tại Địa Tạng đó, ngài nói Địa Tạng Vương Bồ Tát, địa ngục vị không ngã thể bất thành Phật, nếu ở địa ngục không có người nhốt thì ngài không không bao giờ về ngôi chánh giác, ngài mới về ngôi chánh giác. Còn người bị hành hình thì ngài còn ở đó độ, đó là thiện thể. Thế gian giải, thế gian giải là cái nghĩa là ở tại cõi thế gian này là cõi mở hết những cái phiền, cái não, cái đau, cái buồn của chúng sanh, đó là thế gian giải, lột hết những cái là trần ai, cái đau khổ, gọi là ở cõi thế gian không còn nữa. Thiên Nhân Sư, Thiên Nhân Sư là thầy, sư là thầy, thiên là trời, nhân là người, làm thầy ba cõi, làm cha bốn loài, đó gọi là Thiên Nhân Sư. Đó. Rồi vô thượng sĩ, vô là không, sĩ là học, thượng là trên, không học mà trên có bậc không học, trên bậc có học. Bởi như Đức Thích Ca Mâu Ni ngày ra đời là người đâu học ai đâu, tới Đức Bồ là Phật thầy Tây An ngày cũng học, không học ai mà ngài biết hết. Đến Đức thầy mình cũng vậy, hỏi nho biết nho, không học nho mà viết chữ nho, không học pháp nói tiếng pháp, cũng như cái bài ném cấp bằng, lấy cái cấp bằng ném xuống sông, thôi tôi cũng mệt xì ông, tuồng đời rẫm lại nơ vơ rẽn, săn phú ba manh trở lại đồng. Ngài không học tiếng pháp mà nói tiếng pháp, không học miên nói tiếng miên, cũng như nói là chúng ham làm chức đắc nia, ngày sau như thể vô điều quên nôm, đây là cái tiếng là của thực ngữ của người miên. Rồi là chừng ni mới thấy nhiệm mộng của ta, không học cái người bắt diệt mà lại nói tiếng bắt, đó vậy đó. Rõ ràng là đức thầy chúng ta không học ai mà biết hết trơn tất cả, gọi là vô thượng sĩ, không học mà trên bậc có học. Người Phật Thế Tôn, ngài là Phật, còn người ở thế gian ta tôn, chứ ngài không có xưng,
ngày xuân khùng đó, ngày xuân điên đó, giờ mình cũng gọi là Phật mà ở dưới thế gian tôn mình, đó là chữ nói về chữ Phật nha, chữ giáo là dạy. Còn hòa hảo đó, sức còn sức xứ cái hòa hảo này hồi xưa quý vị biết, bây giờ hiện giờ còn còn chợ Mỹ Lương phải không? Đó là một. Thứ hai, ấp Mỹ Hóa một, ấp Mỹ Hóa hai còn. Thì nguồn gốc lúc một trước năm 1849 đó, đó trở lại đến năm 1851 thì lúc này làng Mỹ Lương, làng Mỹ Hóa hay làng làng Hưng Nhơn đó, rồi làng Bình Thạnh Đông, làng Phú Xuân hay làng Hiệp Xuân đó, em dân. Thì lúc này thì hai làng này thì cái chùa đó quý vị biết không, quay xuôi về hướng Vàm Nao, có nghĩa là ở trên đi xuống đó, thì cái chùa quay xuống xuôi theo đường mà hiện giờ ở tại người ta đó là người đang giữ xe đó, chỗ giữ xe đó. Thì đây là cái nghĩa trang là phía sau chùa, chỗ phát hành sấm giảng đó, chỗ đó nhà nhà khói lúc xưa à, không đó. Thì hai ông cả ở làng Mỹ Lương, làng Mỹ Hóa xuống tại làng Long Kiến, tức là chùa Tây An Cổ Tự bây giờ à, thì lên đó quy y Đức Phật thầy Tây An trong 1849, đến năm 1851 Đức Phật thầy về tại đây à, ngang ông chùa bây giờ trước gọi là trước cửa đó có cây da rất lớn, cái đó là hai cái làng đó giao đấu nhau gấp giáp danh giữa làng Mỹ Lương và làng Mỹ Hóa. Thì tất cả mọi người ta bị bệnh dịch tả sắp sửa bỏ đi rồi, ta không bao giờ ở đó nữa, bởi vì bệnh quá khứ trầm trọng rồi, ta muốn là dời di dân đi chứ không còn ở đó nữa. Thì lúc này hai ông đó làng đến với thầy, quỳ lại thầy biểu thầy trị làm sao cho hết bệnh dịch tả á. Cái Đức Phật thầy nói giờ mấy ông muốn hết bệnh không, nói dạ thưa thầy hết, bây giờ muốn hết bệnh đổi đổi tên nha, đổi tên đi thì hết liền. Nói thưa thầy đổi gì đổi chứ cũng làm sao cho người ta hết bệnh là thôi, vậy thì thưa thầy là đổi đi, đổi làng nào cũng được hết trơn á, vậy là một làng chữ Hòa, bây giờ xã Tân Hòa đó, giờ còn chữ Hòa là Tân Hòa đó, xác trần để lại làng Hòa đó, phải không? Là một làng chữ Hảo, chỉ sáp nhập hai làng này là Hòa Hảo, hiểu không? Tất cả mọi người đều mừng. Giờ bây giờ hôm nay đó là các cái chùa này, tôi đặt cái chùa nha, đặt tên chùa luôn là Đức Phật thầy đặt nữa là An Hòa Tự, trong làng Hòa Hảo có cái chùa yên ổn nhất đó là Đức Phật thầy đặt nha. À, Đức Phật thầy đặt năm 1851 đó, rồi lên là ở tại chùa Cây Xanh làng Hưng Nhân bây giờ đó, kêu ông Nguyễn à, Văn Phước, tức là Ba Phước đến đó làm trụ trì. Lúc đó là chùa đá quay xuôi theo đường nha, quay xuôi theo đường đó, rồi bắt đầu ông là Ba Phước đã qua đời rồi. Năm 1927 thì mới kêu ông Phủ Tạ Thình đó ở làng Bình Hòa lên để làm trụ trì. Ông Phủ Tạ Thình đến đó thì ông nói giờ hôm nay tôi là cái người thống nhất đó, bây giờ phải chuông trống mõ cốt mấy ông chịu thì tôi sẽ lên đây làm trụ trì, bằng không thôi. Nhưng cái cốt đó bây giờ hiện nay đó ở tại chùa đó là An Hòa Tự đó thì của ông Phủ Tạ Thình năm 1927, đến năm 1930 đó gì đó ông mất đó, thì ở tại chùa An Hòa Tự mới xuống chứ mới kêu ông á là ở Bình Hòa mới đề nghị một người nữa là Yết Ma Thường đó, ông Yết Ma Thường đến đó để mà trụ trì, nó kéo dài đến năm 1931 thì ông á là Yết Ma Thường đã qua đời. Kiếm ai làm trụ trì cũng không được hết trơn. Lúc này mới vô trong á là nhà bàn á, gặp ông Sư Kiển, thấy không? Ông Sư Kiển nó về trụ trì. Thì đến khi năm 1936 thì thấy chùa xuống cấp rồi đó, cho nên bây giờ có để năm 1936 đó ha, là chùa xây dựng từ năm 1936
là lúc này mới giao cho làng, trong đó có ông Hưng Chủ Bó, Hưng Quản Diệp, có Đức Ông, rồi Hưng Sư Vàng, Hưng Sư Vàng nữa, thì tất cả là 12 hương chức hộ trời đều hợp với nhau. 12 hương chức hộ trời gồm có là Hương Cả nè, thấy không, rồi Hương Sư nè, Hương Giáo nè, à, rồi Hương Chánh nè, Chánh Lục Bộ nè, rồi Hương Quảng nè, Hương Bộ nè, Hương Thân nè, xã trưởng nè, Hương Hào đó. Thì cho nên mấy ông này mới hợp với nhau. Bây giờ hôm nay á, hồi nãy á, là dân cắt á, thì chuột của dân, hôm nay làng cắt cái chuột của làng, chịu không? Nó chịu. Lúc đó ông Chủ Bó mới là xây ra, cắt cái chuột xây ra nghe, xây ra bây giờ đó, hiện đó là cái ông Hưng Chủ Bó đề nghị. Rồi xây tứ trụ xong, để ngày mai đặng mà gác kèo, đặng mà làm cái chùa. Tự nhiên ban đêm gió phải đâu biết, nó sập ở trên tứ trụ. Tứ trụ nằm ở trong cái bàn chánh đó, bàn chánh của Tam Bảo bây giờ đó. Bốn cái cây đó là tứ trụ, dựng tứ trụ xong mới là xây là cái chùa. Thì ban đêm mới là không biết gió đâu lật bốn cái cây đó đó. Thì lúc này thì còn đang quy Đức Phật Thầy Tây An, đâu có Đức Thầy chưa ra đời. Thì lúc này mới là gác cái thanh gươm ngang ở tại cái bàn chánh, bàn đó giấy nha. Hôm nay xưa thưa kính thầy Đức Phật Thầy Tây An đó, để con làm không có xin ý thầy. Thứ nhất, xin keo ba lần cho nó được. Có nghĩa là ba đồng xu lật úp, để xuống một cái nó lật lên một đồng xu trắng. Như vậy là nó ba lần, vậy là đúng. Thứ hai, thanh gươm này nó sẽ biến hiện cái gì? Thứ ba là để cho 12 hương chức hộ trợ có nằm trên bao. Nếu quay ngang như vậy thuận thì nhà cho con xin keo ba lần cho được, để xin keo ba lần được. Thì qua ba đêm rồi bắt đầu là để yên vậy mới xây ra đường đó. Nó xây ra đường đó là cái đề nghị của ông Hưng Chủ Bó. Rồi xây xong năm 1936. Đó, mới gọi là làng Hòa Hảo, bắt đầu từ năm 1851. Khi Đức Thầy ra đời năm 1939 thì ông Sư Kiện đó vẫn còn sống, thì lúc này mới kêu là Đức Thầy về đó để giao lại chùa cho thầy, là chùa thầy đó. Hồi nãy Đức Phật Thầy, bây giờ hôm nay là Đức Thầy tái sanh, và kêu thầy lại bây giờ một là Đức Thầy giữ cái một tấm cái tờ ký ước. Thứ hai, làng giữ một tấm. Thứ ba, ban quản tự giữ một tấm. Ai là trụ trì chùa lúc đó đó, như ông sư Kiển, một tấm để làm bằng chứng. Thứ hai là thầy giữ một tấm, rồi ông Hương, các vị làng Hương chức Hương thân này, cái đó ta mới giữ. Đó là ba tấm đó mới giao lại gọi là chùa thầy. Thì Đức Thầy mới ra đời, đây là cái địa danh phải không? Mà cái địa danh này nó ảnh hưởng đến cái thánh danh, cho nên Đức Thầy mới cho nói trong giáo lý đó: ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Thì hồi xưa thời Tam Hoàng đó, đời Thiên Hoàng chỉ gì á là 1120 năm, rồi địa Hoàng thị đó mà chỉ gì tới 1120 năm, rồi tới Nhân Hoàng cũng vậy 1260 năm. Tính ra là đời này gọi là đời Thái Hòa, tuổi đất sống rất là cao, tuổi thọ rất cao, không nói là bao nhiêu tuổi đó. Cho nên nó là đời này là đời Thái Hòa. Mà đến cái đời là Ngũ Đế đó, là Phục Hy, Thần Nông, Quỳnh Đế, ông Nghiêu, ông Phấn á, năm cái đời này gọi là đời tuyệt hảo. Gia vô với hộ, nhà không đóng cửa, của rơi ngoài đường không ai lượm, gọi là lộ bất thập di. Để cho nên đời này rồi đời tuyệt hảo. Đức Thầy muốn lấy cái thời thời của ông Tam Hoàng Ngũ Đế đây để mà để cho cái tôn giáo nó được có chỗ là hòa thuận. Cho nên Đức Thầy nói thở xưa thời Bủ Thứng Nghiêu đó, thái bình thạnh trị mến yêu kháng tình, chứ đâu đồ tháng sanh linh, ở nay lộ đạo kể kinh ngạo cười. Vậy thì hôm nay Đức Thầy mới mượn cái địa danh này nói lên cái tinh thần của
là đời tam hoàng đời ngũ đế, hay là giết một ngọn lửa này một tấc, đem đạo lành ban rải nơi nơi, mãn chờ trong ba tánh thảnh thơi khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Vậy thì hôm nay Đức Thầy mới ra đời ta làm hòa hảo đó, để cho trong cái lương tâm mình đó, thế giới bất hòa bất hảo, thì thầy mượn hai chữ hòa hảo rồi từ cái xã hội bất hòa bất hảo thầy mới ra đời tại làng hòa hảo, và nhân tâm bất hòa bất hảo, cho nên thầy mới đem vào cái đạo để cho mình đó là thuận thảo tốt đẹp đối với nhau, là ý nghĩa của là bốn chữ Phật giáo hòa hảo là như thế đó, chứ không phải bình thường như mình nghĩ. Để cho nên hôm nay á không phải là địa danh mà thôi, còn muốn nó nói lên thánh danh là đời Thái Thái Hòa thì đời tuyệt hảo, là của tam hoàng này ngũ đế. Cho nên thầy đã ước mơ thế giới này nè tam hảo. Nhà Phật con tiên hé miệng cười, nếu được vậy thì nhà Phật con tiên hé miệng cười. Để cho nên hôm nay á là cái bốn chữ này, hai chữ hòa hảo là rất là cần đối với người tu, mình không có thuận nhau rồi. Cho nên Đức Thầy mới là nói điều thứ tám, nó tóm tắt là thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn, để trở lại cứu giúp chúng sanh. Đó là mục đích của Đức Thầy ra đời. Mà Đức Thầy ra đời đó thì có trong chương trình của đạo Phật có 10 tông. Đức Thầy gom đây có hai tông thôi. Thấy không? Câu Xá tông nè, Thành Thật tông, Hoa Nghiêm tông, Pháp Tướng tông, Luật tông, Mật tông, Thiên Thai tông, phải không? Thiên Thai tông rồi tới là Duy Thức tông, là thứ tám phải không? Thứ chín Thiền tông, thứ 10 là Tịnh độ. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta đó, gom nhiếp cả thiền tịnh song tu. Thầy nói là gìn giới cấm sửa tâm ô tạp, đó là thiền. Niệm Phật thì phải dập đồng tà là tịnh. Định tâm thần như mặt nước hồ, suy như nghĩ nghĩ suy đường lối, đó là thiền. Mà muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên mắt đều tà đặng hạnh phúc, và làm cố gắng là thiền tịnh song tu, hay là trao tâm luyện tánh cho minh là thiền, của chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn, đó là tịnh, thiền tịnh song tu. Thầy gom nhất cả hai phương pháp này đem lại để cho chúng sanh tu đó, để cho kết quả mà Đức Thầy dâng hai xác định. Thứ nhất đó, trong quyển nhì thì nói là muốn tu tỉnh nay đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì này ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bỏ ta truyền dạy, đó là Tịnh Độ tông. Thứ hai là tôi thầy nói là ta thừa dân sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp trong bài diệu pháp quang minh. Cho nên Đức Thầy dân sắc lệnh của Đức Thích Ca nói về thiền, dân sắc lệnh của Đức Ca Di Đà nói về tịnh độ, vậy thì rất là cần cho người tu. Mà nếu mà người tu á không mà niệm Phật đó về hậu Long Hoa, thầy nói là mong cầu gặp Phật hậu Long Hoa, con ráng trì tâm niệm Phật Đà, theo dõi gót theo thầy nương Phật cảnh vui về xem hậu hậu Long Hoa. Long Hoa tiên Phật đáo ta bà lừa lọc con lành diệt quỷ ma, hãy chở chân cho kịp Long Hoa, Long Hoa có mặt ấy là hiện nhân. Niệm Phật về Phật, thấy không? Hỡi con đời tục rắc hô tanh trí huệ trao dồi kiếm nẻo thanh mãn kiếp hồng trần sanh lập quá cưỡng công niệm Phật rất yên lành. Mà thầy quyết định cho mình một kiếp một, nếu niệm Phật nha theo chương trình Đức Thầy đó thì một kiếp một, thầy nói là lòng thương chúng thiết phương tịnh độ đặng dắt dìu tất cả chúng sanh, nếu như ai cố chí làm lành chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ trụ khắp cùng vạn vật vào tiên phàm ma quỷ súc sanh cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành được cứu cánh và nơi an dưỡng chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi, có thiện căn sống lại cửa thiền câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc của đồng kiếp, mãn kiếp hồng trần sanh lạc quá khổng công niệm Phật đất yên lành cũng là một kiếp. Vì mình chân chương trình hôm nay thì chia sẻ với quý vị mình bốn câu bốn bốn cái danh từ Phật giáo hảo và mục đích Đức Thầy ra đời để đưa chúng sanh vào cái thời kỳ này là khế cơ. Khế cơ có nghĩa là niệm Phật là vua của các pháp đó. Khế lý là Đức Phật hồ sơ quyền ký qua đến đời mạt pháp đó, là Tịnh Độ tông là vua các pháp dễ tu nhất dễ hành nhất, cho nên thầy nói là những người quê dốt thật thà cũng nên tu niệm nhờ mà thăng sao, cả xa xôi có lòng ái mộ xem kệ này tu niệm tại nhà ở ruộng đồng cũng niệm, vậy mà Phật chẳng chấp chẳng nài thợ cắt, hay đi xa nhà đến là thờ cúng hướng về hướng tây niệm tưởng trong tâm cũng được,
hay là Nam Mô A Di Đà Phật đi, đứng, nằm, ngồi, ráng niệm cho quên, không đợi gì thời khắc. Là thú vị. Cho nên bây giờ đỡ tiếng hồ chú gì? Chắc... Vậy thì hôm nay chia sẻ với chú cũng gửi đến cùng chư đồng đạo mình một cái nhân duyên rất là lớn đối với chúng thầy. Đức thầy ra đời hôm nay, dạ chúng ta rất là dễ tu ở trong thời kỳ này. Và đồng thời Đức thầy nhìn cái căn cơ biết là mình nó là quá râm lụ đi, cho nên thầy chọn cái thời cúng đó, thấy không? Chọn thời cúng không có lao động. Thứ nhất từ 5 giờ đến 7 giờ chiều, sáng từ 5 giờ đến 7 giờ thì giờ này không có lao động, mà mình không có cố gắng đó thì đắt nữa. Còn kẻ chẳng tĩnh tâm sao đền tội, cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Mà trong thời cúng của mình nó rất có phước, phước đức lớn lắm. Thứ nhất á, là cầu quốc thế dân an là nhất nguyện cầu. Có quốc thế dân an đó, thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng liên hoa hải hậu thượng Phật từ bi Phật dương độ chúng thế giới bình an đó. Và thứ còn nhị nguyện cầu và tam nguyện cầu đó là an tổ tiên cha mẹ, thấy không? Mà cầu an có nè, cầu an là tam nguyện cầu, phụ mẫu là cha mẹ tại đường là ở nhà, tăng long là thêm thạnh phước thọ sống lâu. À, phụ mẫu cha mẹ quá khứ là qua đời trực dẫn tây phương là cầu an, có cầu siêu có, thấy không? À, cầu cho là thế giới đó là cầu quốc thế dân an đấy, còn rồi cầu cái đất nước Việt Nam mưa thuận gió hòa là tứ nguyện cầu, ba tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Cái ngũ nguyện cầu đó là cầu cho mình đó, cầu cho mình đắc đạo, đắc đạo đặng độ chúng sanh, thấy không? Vậy trong tứ nguyện cầu này đó là chẳng những là gom nhiếp cả tứ ân, mà luôn cả là mình là đền ơn tam bảo, là mình cầu cho mình đắc đạo, cầu cho quốc thế dân an hàng ngày. Thì cho nên Đức thầy nói là muốn cho tao lỗ hoàng tiêu thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. À, rồi mới thầy mới nói một liên, mình sẽ giống như một kiền liên, một liên cứu mẹ bằng nay đó, nhờ người ta hiếu hạnh tâm đại từ bi. Nếu mình có hiếu thì mình cúng y gì thì ngày sau mình giống như một kiền liên. Một kiền liên nhờ Đức Phật chỉ phương pháp để mà cứu mẹ khi đắc đạo rồi, mà mình chưa đắc đạo thầy đã biểu mình đó là hằng ngày vậy đó. Mà khi đắc đạo rồi thì ngày nào đó được lục thông giấc hồn cho mẹ tổ tông bảy đời, hay là đắc đạo rồi cứu giấc tổ tông cũng như Phật xuất gia thở trước, đâu có khác. Mà tại vì khác cái thời kỳ, giờ mình làm cũng khác hơn, là mình nhờ cái tha lực đó. Rồi hàng ngày nội cái quý vị biết không, lại đi lại xuống là trong củ quyền với tam bảo với và bạn thiên đồng với nhau 24 là 24 lại, thì 24 lại niệm Phật được 24 câu, rồi sáng 24 câu nữa là nhiêu, là 48 câu đó, mình lờ rồi đó. Nếu ai thành tâm chánh niệm được một câu tiêu trừ 8 muôn ức kiếp trọng tội sanh tử là 80 là triệu, 80 triệu ngàn năm và ngàn kiếp, 80 triệu ngàn kiếp. Vậy ha, vậy chia sẻ quý vị mình vậy thôi. Chúc quý vị thân khỏe tâm an, trí huệ mở mang, tu hành tinh tấn, ráng theo giáo lý thầy để mình tu, để ngày kia gặp thầy. Dù cho nay xa cách xa tề, sao thầy tớ gặp nhau Phật cảnh. Nam mô A Di Đà Phật.